mộ cụ, đây mộ cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc đây. Đây là sinh thân của Bác Hồ đây các bạn. Mình sẽ tiến vào khu đó nha. Đây, đây là phần đền thờ. Đi trước là phần đền thờ nha các bạn. Phần đền thờ này kiến trúc rất đẹp. Thấy không? Đây, mình tiến hành vô nha. Các bạn ơi, đây những tấm ảnh này rất là xưa rồi. Wow, một bức tranh ao sen rất là to luôn. Wow, ở đây có sổ, quyển sổ lưu niệm nè các bạn. Đây quyển sổ lưu niệm này, sổ tu bổ này, sổ lưu niệm này thì mình thích, mình muốn ghi cái gì vào đây mình ghi, mình để thành lưu niệm các bạn nha. Rồi đây đền thờ của cụ đây, đây chính là cụ phó bản, cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc nha các bạn. Đây các bạn, wow, rất là trang nghiêm luôn các bạn ha. Đây các bạn, một bản triều Nguyễn di sản từ lệnh chỉ nhớ khắc về cụ như thế. Wow, chữ này thì mình không biết rồi. Cục văn thư lưu trữ. Đây bức tranh, đây có nghĩa là bức tranh theo mình đoán được đây là cái bức tranh mà tiễn biệt cụ Nguyễn Sinh Sắc đây. Đây các bạn thấy không, mọi dòng dòng người đi, dòng dòng người phía sau nè, khóc thương buồn này các bạn, đó tiễn đi. Trên đây gọi là cái chiếc quan tài của cụ này các bạn, bạn thấy không? Đó. Còn đây chính là những hình ảnh ghi lại, những hình ảnh ghi lại những vị nguyên thủ quốc gia, thủ tướng đã về đây tham dự. Đây các bạn, đó, có rất nhiều đây để nên ghi lại hết các bạn ơi. Các bạn thấy không? Đây, đây năm chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh sinh năm 1995 này các bạn, ghé thăm nè, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nè, Tổng Bí Thư nè, năm 2012 nè, đẹp tính tham dự nè, có rất nhiều luôn. Đó, các bạn thấy không? Về, đây đồng chí Lê Vĩnh Tân, về đây. Đó. Rồi đây là cái trống đồng Đông Sơn, rồi đây chiếc trống đồng Đông Sơn nha các bạn. Đây Liên hiệp hội UNESCO Việt Nam kính tặng, đây chiếc trống đồng Đông Sơn, đây nó hoa văn của trống đồng các bạn. Trống đồng, đây chiếc trống đồng Đông Sơn là như thế này các bạn. Đó, các bạn thấy không? Hay. Mình sẽ cho các bạn quay một vòng các bạn coi ha. Đây nè các bạn. Đây nó khắc khắc này các bạn, chim hạc này các bạn, hình ảnh chim hạc này, các bạn thấy không? Rồi đây là chim đồng của gia đình ông Nguyễn Sinh Viên, à cái này là cái vật của người gia đình cá nhân tặng thôi. Đây, đây thêm một cái trống đồng nữa.